Để phát huy hiệu quả cho những nhà máy sản xuất đường tinh luyện, đảm bảo nguyên liệu sản xuất trong nước, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, người dân trồng mía, thực hiện theo cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Bộ Công Thương đã triển khai đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021. Theo đó, các đối tượng được tham gia đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 gồm thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Với 14 bộ hồ sơ, trong đó có 11 bộ hồ sơ hợp lệ, các doanh nghiệp đã trực tiếp đấu giá thành công 76 trên 76 ngàn tấn đường thô, 21 trên 32 ngàn tấn đường tinh luyện. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng đấu giá, trên cơ sở nguồn cung cầu đường năm 2021, chưa tính lượng đường sản xuất từ mía trong nước đang tồn kho, nhu cầu tiêu thụ đường sẽ phụ thuộc vào khả năng chống dịch bệnh, dự báo sẽ không xảy ra hiện tượng thiếu hụt đường nghiêm trọng. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá cũng cảnh báo, Bộ Công Thương đã thực hiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá 42,99%, thuế chống trợ cấp chính thức 4,65% đối với một số sản phẩm đường có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 và có thời hạn 5 năm. Nếu doanh nghiệp trúng thầu lần này, nhập khẩu đường từ Thái Lan cũng vẫn phải áp dụng thuế chống phá giá và thuế chống trợ cấp.